Kể từ đầu tháng 3 này, thì phiên bản BMW 730 Li hoàn toàn mới đã chính thức có mặt tại các phòng trưng bày của BMW trên toàn quốc. Phiên bản thân dài BMW 730 Li hoàn toàn mới Long Wheelbase được Euro Auto giới thiệu tại Việt Nam lần đầu tiên, được trang bị hệ thống dẫn đường chuyên dụng BMW Navigation Professional System. Đi cùng đó là ngoại thất trang bị gói trang trí mạ chrome, bộ mâm kích thước 18 hợp kim nang hình chữ V, kèm lớp an toàn Rain Flash. Đèn pha thông minh Adaptive LED Headlight vẫn là điểm nhấn cho hệ thống đèn chiếu sáng phía trước đi cùng chức năng tự động điều chỉnh góc chiếu đèn pha. Đặc biệt, chức năng đóng mở cửa không cần chìa khóa Comfort Access được trang bị tiêu chuẩn cho xe. Về nội thất, BMW 730 Li trang bị cửa hít tự động, hệ thống âm thanh thượng hạng Harman Kardon, chức năng kết nối mở rộng cho smartphone, hệ thống camera quan sát toàn cảnh, chức năng điều khiển bằng cử chỉ gesture control, ghế ngồi bọc da Dakota, các chi tiết nội thất được trang trí bằng ốp gỗ quý pha lai. Hệ thống đèn trang trí dọc thân xe, chiếc vô lăng thiết kế mới được bọc da cao cấp, rèm che nắng và hệ thống sưởi ấm cho cả hàng ghế trước và sau. Phiên bản 730 Li trang bị động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, hộp số tự động 8 cấp, chức năng auto start stop. 730 Li có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 6,3 giây. Công suất cực đại đạt 258 mã lực tại 5.000 đến 6.500 vòng một phút. Đặc biệt, hệ thống trợ lực thông minh kết hợp hỗ trợ chuyển hướng bánh sau giúp xe mang đến khả năng vận hành năng động và linh hoạt cả hai tình huống tại vận tốc chậm và nhanh. 4 tháng qua, BMW Series 7 đang là mẫu xe luôn trong tình trạng cháy hàng với doanh số vượt kế hoạch của Euro Auto, đóng góp vào mức tăng trưởng hơn 40% của Euro Auto trong năm 2015. Cuối năm ngoái, dòng xe BMW Series 7 đã được tôn vinh qua giải thưởng mẫu sedan hạng sang của năm 2015 do tạp chí Rob Report Việt Nam bình chọn.